Mình chào các bạn. Hôm bữa là cuối tuần vừa rồi, gia đình mình có đi Vũng Tàu. Và mình buổi sáng đó trước khi về Sài Gòn thì gia đình mình có mua hải sản về nấu cháo. Cháo thì có mực, chí hào và nấm gơm. Mình ăn thấy rất là ngon. Để tại vì ngon vì ở hải sản cũng phải rất là tươi, tươi rối luôn á. Nồi cháo nó tầm khoảng 600k thôi, chia cho 10 người ăn thì mình thấy là hợp lý, bao no bao ngon luôn á. Mình thì trong quá trình đó thì mình có ghi lại một số hình ảnh mình muốn giới thiệu cho các bạn biết và các bạn xem clip với mình nha. Sau một hồi xào thì bây giờ mình có xăng lại rồi, mình nó sảy không? Đó, không? Xong rồi lát nữa bây giờ mình sẽ đổ vô cháo nha. Giờ mình giới thiệu đến các bạn là thao cháo. Đây là chỉ là cháo trắng, mình chưa có thêm nguyên liệu. Là mình nấu bằng cái thao inox nên mình phải lúc nào cũng phải quậy quậy đều tay á để mà nó khét nha các bạn. Tại vì mình thiếu cái nồi. Nay là mình giới thiệu cho các bạn là thao cháo siêu to khổng lồ luôn. Thank you.
thao luôn rồi. Nấu nồi cháo khó ghê bổ không? Dạ đâu ghét gì đâu. Tại mình nấu cái nồi này nó dở chứ có cái nồi ngon lành thì nấu. Đây mình nấu bằng cái thao thôi, nóc lên nó. Bây giờ cái thành phẩm nó nhìn mình rất là hấp dẫn, rất là ngon nha. Bây giờ hỏi các bạn, các bạn biết sao giờ mình ăn cho các bạn quá đã.